À, dạ, em xin phép chào tất cả cô chú anh chị và chào tất cả mọi người. Hôm nay là phiên lan rừng tối ngày 6 tháng 1 năm 2023 nha mọi người. Thì hôm nay bên em về được một số mặt hàng lan rừng, thì sau công tác chuẩn bị thì em đã chia ra từng hình và đánh số thứ tự, thì mọi người xem được hình nào thì chốt hình đó nha mọi người. Rồi thì để em điểm sơ qua các mặt hàng ngày hôm nay. Thứ nhất còn là có lan hoàng thảo đơn cam, một loại cho hoa màu đỏ rất đẹp nha mọi người. Một nguyên bản lan giáng thu, hai phần tóc tiên và thanh đồng cánh bướm như mày, một phần hồng vi hạt, combo lồng sộn và cuối cùng là lan địa lan kiếm tứ thời như mày. Thì mùa này thì cây đang nụ luôn, thì người mua về thì có thể chơi được hoa nha mọi người. Đấy. Rồi tí nữa em sẽ quay cụ thể từng cái hình một cho mọi người cùng xem nhé. Rồi trước khi vào quay chi tiết thì em sẽ giới thiệu kênh của em. Kênh của em là kênh núi rừng Tây Nguyên Channel 2. Số điện thoại Zalo liên hệ là 070 611 5694. Mọi người đặt hàng thì gọi điện thoại trực tiếp cho em vào số điện thoại này. Trường hợp mọi người không được thì mọi người vui lòng nhắn tin, em sẽ chốt hàng qua tin nhắn và đi cho mọi người trong thời gian sớm nhất nha. Rồi bên em đồng giá ship 30k trên một đơn hàng, thì ship này ship nhanh, tầm 2 đến 3 ngày thì mọi người nhận được hàng nha. Rồi thống nhất phí ship là 30k. Hay một đơn cũng 30k và một hình cũng 30k và nhiều hình cũng 30k nha mọi người. Đấy. Rồi bên em vẫn chưa có sản phẩm chè dây rừng nha mọi người. Thì khi nào có sản phẩm thì em tiếp tục chia sẻ cho mọi người về dòng thử. Một sản phẩm hỗ trợ điều trị dạ dày, diệt vi khuẩn HP, kháng viêm, an thần các loại nha mọi người. Đấy, thì cái sản phẩm này nó đặc biệt tốt cho hệ tiêu hóa, đặc biệt là dạ dày, đại tràng, trực tràng nha mọi người. Nếu mọi người theo dõi, quan tâm theo dõi thì nhấn vào nút đăng ký kênh lúc này và bấm vào chuông thông báo bên cạnh để nhận tất cả các clip trên kênh một cách nhanh và sớm nhất về các mặt hàng lan rừng này. Và thứ hai nữa, em có thể chia sẻ thêm sản phẩm chè dây rừng, thì nếu mọi người có nhu cầu thì mọi người mua về dùng nha. Đấy. Rồi thì em sẽ giới thiệu từ trên xuống dưới cho mọi người dễ theo dõi. Rồi hôm nay thì em về có các phần đơn cam hàng nguyên bản, thì có 3 phần đầu tiên là phần lớn và các hàng tiếp theo là phần 100 cho mọi người sưu tầm. Thì em sẽ quay cụ thể từng hình một cho mọi người cùng xem. Rồi trước khi vào quay chi tiết thì em sẽ giới thiệu cái mặt hoa của đơn cam nha mọi người. Đơn cam bóng rừng công tâm, hoa màu đỏ rất đẹp nha mọi người. Đấy. Đây thì mặt hoa của nó là như thế này nha mọi người. Đó, nó có nụ và nở các hoa như thế này. Đấy, hoa của nó nhìn cánh cũng khá là bay nha mọi người. Một loại lan cho hoa cũng đẹp và độc đáo nha mọi người. Đấy. Thì công đơn cam bóng rừng công tâm nó hoa nó đỏ lắm nha mọi người. Đấy, đỏ rực rỡ luôn. Nó không nó nhợt nhạt như một số nơi đâu. Đấy. Đó là lan đơn cam nha mọi người. Đấy thì cái này là các cây là em nở các mùa, em bán trúng mùa hoa của nó nha mọi người. Thì nó nở như thế này. Đấy. Còn lá nó vẫn ra hoa này và lá nó lên các cây con như thế này. Đó. Nó ra hoa và lên cây con. Đấy, mùa này thì mùa nở hoa của nó nha mọi người. Đó là lan hoàng thảo đơn cam. Rồi, hình đầu tiên nha mọi người, hình này thì hình 200 nha mọi người, cũng hai nguyên bản 4 mầm. Đấy, cái này thì cũng có một này, đấy. Thì cây nguyên bản rất là chắc chắn nha mọi người. Mùa này xuống lá rồi thì chờ ra hoa thôi. Đấy, thì cái này nó ra hoa có trái này. Đó. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 2 này. Nguyên bản này thì đều gồm có 3 thân hoa. 1 này, 2 này, 3 thân hoa nha mọi người. Đấy. Đó thì nó ra hoa, phát hoa mà có trái như thế này. Đấy, mùa này thì ba cái thân này nó sẽ ra hoa nha mọi người. Như thế này thì nó lúc nó ra hoa thì nó sẽ rực rỡ luôn nha mọi người. Đó. Rồi, hình số 1 đơn cam 200 nha mọi người, cho cái hình số 1 này. Đấy, cái đẹp nha mọi người. Rồi tiếp theo là đến hình số 2, hình này thì cũng 200 cho hai nguyên bản 4 mầm nha mọi người. Đấy. Rồi đây là nguyên bản đầu tiên. Đó. Cây đã thắt ngọn rồi, chỉ chờ ra hoa thôi. 3 nguyên bản thôi, chứ 12 nguyên bản. Rồi đây nguyên bản số 2 này. Đó, thì cái này còn có hai thân tơ luôn nha mọi người. Đó, mùa này được hai thân hoa. Và đây cây nguyên bản số 3. Đấy. Đã xuống lá rồi, chỉ chờ ra hoa thôi nha mọi người. Đó. Rồi 3 nguyên bản 4 mầm. Hình số 2 nha mọi người, 200. Rồi tiếp theo hình số 3. 200 cho 3 nguyên bản này luôn. Đấy. Thì ngày hôm nay có ba hình này là hình đẹp và lớn nha mọi người. Đấy, này ba thân tơ nha mọi người, ba thân hoa. Đó. Rồi tiếp theo nguyên bản số 2 này. Đó, cây nguyên bản khá là lớn nha mọi người. Đó. Rồi, tiếp theo là nguyên bản số 3 này. Đấy. Rồi, cây rất đẹp nha mọi người. Rồi ba nguyên bản với 200 nha mọi người. Rồi nguyên bản rất là đẹp và chắc chắn nha mọi người. Đây hình số 3. Rồi tiếp theo là đến hình số 4 nha mọi người. Hình số 4 100.000 cho hai nguyên bản cộng 10 về nha mọi người. Đấy. Rồi đây là nguyên bản đầu tiên này. Đó, thì cái này có hai thân tơ thôi nha mọi người. À, một thân tơ và một thân nhỏ như này. Đấy, cái rất đẹp nha mọi người. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 2 này, này có ba thân tơ nha mọi người. Đó.
Rồi và các dê nãy này đã đầy đủ dinh dưỡng rồi, chỉ chờ ra hoa thôi. Mùa này thì mọi người ghép với cam thì nó rất là sướng, nó không có mùa nghỉ của nó rồi, nó chỉ nằm chờ đó thôi. Khi nào ra hoa thì nó lên cây con mới thì nó phát triển thôi, nhưng mà đó vậy nè đó, thì nó cũng có các dê như thế đánh 10 dê nhưng mà đấy đó, thì các dê như thế này đó. Rồi 20 mã và 10 dê hình số 4 100.000 nhưng mà đó. Rồi tiếp theo là những hình số 5, hình này 100.000 cho 5 nguyên bản. Ở đây là nguyên bản đầu tiên này, đấy, này một thăng hoa này, đây nguyên bản số 2 này, nguyên bản này 2 thăng hoa, nguyên bản số 3 này, này thăng hoa nó đây, nguyên bản số 4 thăng hoa đây, và số 5 thăng hoa nó đây nhưng mà, đó thì và tự nhiên thì nó mọc như thế nhưng mà, đấy, hình số 5 100 nhưng mà, đấy. Rồi tiếp theo là đến hình số 6, 100 cho 5 nguyên bản luôn. Rồi đây nguyên bản đầu tiên này, tiếp theo là nguyên bản số 2 này, và tiếp theo là nguyên bản số 3 này, tiếp theo là nguyên bản số 4 này, và tiếp theo là nguyên bản số 5. Đó, rồi 5 nguyên bản hình số 6 100.000 nha mọi người. Tiếp theo hình số 7 100.000 cho 5 nguyên bản luôn. Rồi đang nguyên bản đầu tiên này. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 2 này, rồi tiếp theo là nguyên bản số 3 này. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 4 này. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 5. Đấy, 5 nguyên bản. Hình số 7 100.000. Tiếp theo hình số 8 100.000 cho 5 nguyên bản. Đây nguyên bản đầu tiên này, 1 này. Nguyên bản số 2 này, nguyên bản số 3 này. Nguyên bản số 4 này. Đó, là tiếp theo là nguyên bản số 5. Đó. Rồi 5 nguyên bản nâng cam 100.000 nha mọi người. Tiếp theo hình số 9 100.000 cho 5 nguyên bản luôn. Đây nguyên bản đầu tiên này. Đó, cây đã thất ngọn rồi. Đấy. Xuống lá rồi này, nguyên bản số 2 này. Rồi nguyên bản số 3 này, nguyên bản số 4 này. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 5 này, này hai thăng hoa rồi nha mọi người. Đấy, những cái thăng ấn này thì mọi người về không cần phải ghép nữa, đó, nó đã có sẵn rồi, đấy, cố định nó là được nha mọi người. Rồi, tiếp theo là hình số 10, 100.000 cho 5 nguyên bản. Đây nguyên bản đầu tiên, cái này thì cũng có đến 2-3 thăng hoa rồi nha mọi người. Rồi tiếp theo nguyên bản số 2 này, đó. Nguyên bản số 3 này, nguyên bản số 4 này. À, cái này hai cái nguyên bản rồi, 5 nguyên bản đó. Rồi, 5 nguyên bản hình số 10 100.000. Rồi tiếp theo hình 11 100.000 cho 7 nguyên bản. Đây nguyên bản đầu tiên này, rồi tiếp theo là nguyên bản số 2 này. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 3 này. Đây, nguyên bản số 4 này. Và số 5 này, đó. Nó nhỏ bắt đầu hoa bình thường nhưng mà đấy. Nguyên bản số 6 này, rồi nguyên bản số 7. Rồi 7 nguyên bản đơn cam nha mọi người, hình số 11 100.000 nha mọi người. Tiếp theo hình số 12 150 cho 19 nguyên bản cộng 20 mầm nha mọi người. Rồi này là hình nguyên bản nhỏ này, 1 này, 2 này, đó. Rồi 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này, 11 này, 12 này, 13 này, 14 này, 15 này, 16 này, 17 này, 18 này, 19 đó, 19 cái như thế nha mọi người. Rồi hình đơn cam này 150 nha mọi người, đấy cho 19 nguyên bản 20 mầm. Đó là lan hoàn thảo đơn cam nha mọi người. Đấy. Rồi đang cho hồng rất là đẹp nha mọi người. Rồi tiếp theo ngày hôm nay em có cái hình dáng thu nha mọi người, hoa hoa của dáng thu đây. Rồi cây này là cây nguyên bản lớn nha mọi người. Thì nó nguyên bản luôn này. Đó. Hoa thân lá của nó là hồng rất đẹp nha mọi người. Thì nó kiểu phát hoa nó lên như thế này, đấy, từ nách lá nó sẽ cho lên cái bồ hoa, đấy. Hoa của nó thì màu hồng rất đẹp nha mọi người. Nó cây này nguyên bản thì mọi người bề chỉ cần cố định vị trí thôi, không cần phải ghép nữa. Nó đã sống sẵn rồi đấy. Dòng này bên ta để gió thì nó rất là dễ sống thôi đấy. Đó, nó ra để gió và nó bám vào giá thị như thế này đấy, thế này nó nguyên bản đó. Ngoài tự nhiên như thế nha mọi người đó. Rồi mà bên ta dán thu nha mọi người, hình này chỉ có một bản 200 nha mọi người, bản lớn đó nha mọi người, hình 13 đó là lan dán thu đấy, một loại lan cho hoa rất là đẹp nha mọi người đó. Rồi
Tiếp theo ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến mọi người, đó là lan tóc tiên nha mọi người. Đấy, tóc tiên, hoa của tóc tiên đây. Đây thì hoa của nó nở khá là đẹp. Lan tóc tiên thì ngày hôm nay cũng có hai phần. Đấy. Phần 14 150 cho 12 cây lớn nha mọi người. Đấy. Đây những cây này là cây lớn này. Rồi, 1 này. 2 này. Đó. Này là hoa nở rất thơm nha mọi người. Đấy, 3 này. Này thì nó cũng là vanda để gió nha mọi người. Đó, này nó cũng rất là dễ sống thôi. À, 4 này. À, 5 này, đấy. 6 này, đấy. 7 này. Đó. 8 này. 9 này. 10 này. À, cái lớn nhưng mà 11 này. À, là 12, đấy, là 12 cây tóc tiên lớn nhưng mà. Đấy, dòng này à, tóc tiên thân nó tím nhưng mà. Đấy. Màu tím này, đấy. Rồi. Hình 14 nha mọi người, 150 cho 12 cây lớn. Tiếp theo hình 15 100.000 cho 19 cây nhỏ nha mọi người. Đấy. Thế này là các cây bé này, 1 này. 2 này. 3 này. 4 này. 5 này. 6 này. 7 này. 8 này. 9 này. 10 này. 11 này. 12 này. 13 này. 14 này. 15 này. 16 này. 17 này. 18 này. 19 này. Đây, 19 20 cây gì đó nha mọi người. Đấy, hình 15. 100.000 nha mọi người. Đấy, dòng này nó thân lá nó nhìn như sợ tóc á. Đấy, hoa đẹp hay gọi là tóc tiên hay sao ấy. Rồi, 15 100.000 nha mọi người. Đấy. Đó là lan tóc tiên. Đấy. Đang cho rất đẹp. Rồi tiếp theo ngày hôm nay em có các hình lan là thanh đạm cánh bướm nha mọi người. Mặt hoa của nó đây. Thì trong các dòng thanh đạm thì cái dòng thanh đạm cánh bướm này cho hoa rất đẹp và đặc biệt rất là thơm nha mọi người. Đấy. Thơm một mùi rất là dễ chịu luôn nha mọi người. Thơm dịu ngọt luôn. Đấy. Trong các dòng thanh đạm em thấy cái dòng này là thơm nhất này. Hình 16 nhưng mà 100.000 cho 6 giờ lớn này. Đấy. Cái thằng này nó rất là hay, thì nó ra hoa xong rồi bắt đầu nó lên cây con tại vị trí ra hoa luôn nha mọi người. Cái này mới trải qua mùa hoa thanh đạm xong nó lên cây con như thế này luôn. Đó. Rất là hay luôn. Nó dòng thanh đạm cánh bướm. 2 về nè. 3 về nè. Đó. 4 về nè. 5 về nè. Đó. 5 về. Rồi 6 về nha mọi người, nó thanh đạm cánh bướm. Đấy. Rồi. Rồi nếu muốn ngắm mùi hương thanh đạm mà thơm thì không thể bỏ qua cái dòng thanh đạm này được nha mọi người. Thanh đạm cánh bướm. Rồi tiếp theo hình số 17. Này 100.000 cho 12 dây. Cũng có chị bé hơn này, 1 nè. Tiếp theo dây số 2 nè. Đó, tiếp theo là dây số 3 nè, đấy. Tiếp theo là dây số 4 nè, đấy. Dây số 5 nè. Đó. Dây số 6 nè. Dây số 7 nè. Đó. Mọc lá là nhìn nó cũng rất là hay nha mọi người. Dây số 8 nè. Dây số 9 nè. 10 nè. 11 nè. 11, 12 dây đó nha mọi người. Còn lại 100 nha mọi người, hình 17. Rồi tiếp theo đến hình số 18. Hình này thì còn có một cái phần làm thanh đạm cánh bướm và thanh đạm bút chì mà hay gọi là thanh đạm xanh. Cái này thanh đạm cánh bướm nè. Rồi đây cái thanh đạm xanh nữa nha mọi người, nó là cái cây này nè, nó gì này. Đó. Rồi nguyên về nha mọi người, đây nguyên về thanh đạm này. Đấy. Thì mùa này nó đang nụ rồi. Đó. Tiếp theo về số 2 này, nó hai về thanh đạm xanh. Đấy mặt hoa của nó đây. Đấy mà một về thanh đạm cánh bướm thì hoa như bên kia nha mọi người. Đây em giới thiệu đó. Đấy. Rồi, phần này giá là 100 nha mọi người. Đấy, hình số 18. Hai loại lan, thanh đạm xanh và thanh đạm cánh bướm nha mọi người.
Rồi tiếp theo ngày hôm nay em có một cái phần lan hoàng phi hạt, nó hoa của nó đây, hoa cánh trắng hồng vàng nha mọi người, thì nó có thể nở vào dịp mùa xuân luôn. Đấy. Hoàng phi hạt, nó tự nhiên nó mọc như thế nha mọi người. Rồi có một phần đây còn có dây đầu tiên này, dây này còn có một thân tơ này, hai thân tơ này, hai thân hoa mùa này nha mọi người. Đấy thì cây mùa này đã xuống lá rồi, thân ngọn rồi, chỉ chờ ra hoa thôi. Rồi tiếp theo dây số 2 này, dây này thì còn một thân tơ này. Rồi tiếp theo là dây số 3, dây này cũng có rất nhiều thân tơ này, 1, 2, 3, 4, cây cũng rất là khỏe nha mọi người. Đấy. Dòng này ra hoa cũng khá là to, lá bự này. Đó. Rồi ba dây hoàng phi hạt mọi người. Đấy. Hình số 19 nha mọi người, 100.000 cho ba dây. Đó là lan hoàng phi hạt. Rồi tiếp theo ngày hôm nay thì em có một cái phần combo lộn xộn 100.000 nha mọi người. Thì gồm có thanh đậm xanh này, đấy, thằng này. Đó. Này cây này nguyên bản nha mọi người. Đây và một cái gì này, này là đang nụ hoa nha mọi người. Đây cũng vậy này, đây, đang nụ hoa này. Rồi tiếp theo là dáng hương nha mọi người. Dòng này dáng hương này, đấy, thì cách phát hoa của nó thì này, dáng hương tam bảo sắc. Nó ra dòng vanda rễ gió, có cái hoa thòng xuống nha mọi người. Thì hoa của nó ba màu, tam bảo sắc ba màu nha mọi người. Thì màu vàng, màu trắng và màu tím nha mọi người. Thì còn có cái cây như thế này, đây một này, đấy. Thì dòng này cũng rất là hay, này lá tím hồng rất đẹp nha mọi người. Một này, hai này, đó. Ba này, nó nhỏ nó vẫn ra hoa nha mọi người. Bốn này, năm này, sáu này, bảy này, đó. 8 này, đây rất đẹp rồi. 9 này. Đó. Rồi 10 này. Rồi 11 cây nha mọi người. Đấy, thế này thì mọi người về làm cũng được một trụ nhỏ rồi đấy. Rồi tiếp theo là lan trên bạch nha mọi người, cái mặt hoa nó đây. Đây hoa cánh trắng này. Gồm có các nguyên bản như thế này, đấy. Đây. Nguyên bản đầu tiên này. Đó, thì gồm có các cây như thế này. Đó, rồi tiếp theo là các dề nha mọi người. Đó. Nhiều nó đây. Đó. Cây rất đẹp rồi, về hình thái cây thì cây nó đẹp. Rồi, đó là lan trinh bạch nha mọi người. Tiếp theo cây em có hai cái lông tu ba màu này, đấy. Đó. Thì cây này đang xuống lá này, chờ ra hoa nha mọi người. Một này. Rồi hai này. Có hai cái nha mọi người, hai cái lông tu ba màu. Và một cái nguyên bản và cái dề tam hoàng thảo tam bảo sắc nha mọi người, hoa của nó đây. Thì mùa này cây đang xuống lá rồi, này thì nó bị ấy này, đó. Này thân hoa này, này cũng thân hoa này, đó. Rồi các dề nhỏ này, đó. Vài thân hoa này, đó, thân hoa này nguyên bản nha mọi người, đó. Rồi combo lồng sầu hình số 20 nha mọi người, đấy cùng có các loại lan như thế này, 100.000 nha mọi người, đó là lan combo lồng sầu, đấy. Rồi tiếp theo ngày hôm nay thì em có một số phần lan thì lan kiếm tứ thời nha mọi người, đấy mặt hoa của nó đây. Đó, hoa này thì mùa này thì đang nụ luôn, đấy mặt hoa của nó đây nha mọi người, hoa cũng rất là đẹp nha mọi người, đặc biệt là hoa này rất là thơm. Đó, lan địa lan kiếm tứ thời. Đây mùa này thì cây đang nụ này, đây, nó đang nụ hoa nha mọi người. Cái này thì nó còn chưa lên cao, nãy nó phải lên trên lúc lên cao luôn nha mọi người, đấy. Đấy, vực hoa này hoa chỉ thiên, đấy những cái bò này nó rất là cứng nhưng mà khi nó trưởng thành này, cần hoa nó rất là cứng, lan chỉ thiên luôn nhưng nó không có thông, nó không bị quèo xuống. Rồi dề đầu tiên 100.000 cho ba dề. Đây hình này còn có một này, đó. Thì cây đang nụ thôi đấy. Này dề này cũng đang có cái nụ này. Đó. Rồi tiếp theo dề số 2 này, cây cũng đang nụ luôn. Thứ hai dề số 3 này, đó. 3 dề giá 100 nha mọi người. Đây hình số 21. 100.000. Rồi tiếp theo hình số 22, 100.000 cho 6 dề nha mọi người. Ở đây còn có một này, đó. Thì cái này dòng địa lan thì mọi người về trồng như địa lan là được nha mọi người. Đó. Cố định lên thì cái rễ của nó rất là khỏe nha mọi người. Đó, rất là khỏe luôn. Nên cây này sống rất là tốt. Rồi, tiếp theo dề số 2 này, đó.
này mọi người trồng được cái chôm nha, đấy, để vừa sát cái mặt môn thôi, đấy, ra sao nó lên rễ nó tự bám xuống giá thể, đấy, 3 này, 4 này, đấy, một số cái đang nụ nha mọi người, 5 này, đó. Rồi 6 nha mọi người, đấy, rồi để lăng kiếm tới thời hình số 22, 100.000 cho 6 về nha mọi người, mặt hoa nó đây. Rồi tiếp theo hình số 23, 100.000 cho 7 dây, còn có hai phần, phần này và phần này nha mọi người. Đấy. Này còn có 7 cái phần dây như thế này, 1 này, 2 này, đó, đang nụ nha mọi người. Rồi 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, đó, 7 cây, 7, 8 cây gì đó nha mọi người. 2, 4, 6, 7, rồi. Một phần 7 7 dây cũng có hai phần. Hai phần này cũng 7 này, đó. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này. 1 2 3 4 5 6. Và chắc bên này một cái rồi nha mọi người. Này lộn. 2 3 4 5 6 7 8 luôn. Đấy, thêm một cái bên này. Đó. Rồi đủ 7 dây nha mọi người. Dây một phần, đấy, như thế. Rồi, loại 7 dây 1 thì còn có hai phần này, mỗi phần như thế là 7 cái. Rồi tiếp theo là đánh loại 10 cái nha mọi người, 10 bụi, 100.000 cho 10 dây, còn có hai phần, phần này và phần này nha mọi người. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10, đó, loại như thế nha mọi người. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 đó. Rồi. Đó là địa lan kiếm tứ thời nha mọi người. Đấy. Rồi, đó là toàn bộ cái lô hàng ngày hôm nay của em nha mọi người. Mọi người đặt hàng thì gọi điện thoại trực tiếp em qua số điện thoại là 0706115694 mọi người. Trường hợp mọi người điện không được thì mọi người làm nhắn tin, em sẽ chốt hàng qua tin nhắn về đây cho mọi người tầm thời gian sớm nhất nha. Rồi bên em đồng giá ship 30k trên một đơn hàng, ship này ship nhanh. Tầm 2 đến 3 ngày thì mọi người nhận được hàng nha. Và thống nhất phí ship là 30k trên một đơn hàng. Rồi một lần nữa thì em xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi, ủng hộ kênh trong suốt thời gian vừa qua để nhận những clip mới. Mọi người nhấn vào nút đăng ký kênh lúc này và bấm vào chuông thông báo bên cạnh để nhận tất cả các clip trên kênh một cách nhanh và sớm nhất về mặt hàng lan rừng. Rồi một lần nữa thì em xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ em cũng giống như ủng hộ người đồng bào tại địa phương em, thì người ta đã bỏ chút công sức vào rừng hái những nhành lan về cho mọi người sưu tầm. Em xin chân thành cảm ơn. Rồi chúc tất cả mọi người một buổi tối thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Em xin phép dừng clip tại đây. Chào tất cả mọi người nha. Dạ rồi.